Hữu Linh, Hữu Linh đang có một tình huống bỏ bóng, thiếu quan sát, nguy hiểm, bóng đi, Melo không vào. Cái chân của Xuân Việt đã cứu cho Nam Định một bàn thua. Đó là về tình huống mà Hữu Linh đã hơi chủ quan trong tình huống xử lý ở giữa sân. Sau đó là một pha phá bóng không tốt của Lê Văn Phú. Romelo đã tận dụng sự cản lướt của mình để